nói thêm về đề xuất của Bộ Y tế. Một trong những lo ngại nhất của nhiều người đó là khả năng đáp ứng về mặt y học của các cơ sở y tế trong nước. Hiện Y học Việt Nam đã đủ khả năng thực hiện những ca phẫu thuật chuyển giới, nhưng vì pháp luật chưa cho phép nên nhiều người vẫn phải ra nước ngoài hoặc là tiến hành phẫu thuật chui. Một ca phẫu thuật chuyển giới cần thực hiện hai bước: tạo hình bộ phận sinh dục, gồm tăng cường hóc môn liên tục, tạo hình cơ quan sinh dục cho khách hàng và biến đổi ngoại hình, gồm các phần nâng ngực, lông mày, độn cằm, gọt mặt, rửa môi, tẩy lông, bơm mỡ mặt, vân vân. Theo các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về phẫu thuật tạo hình, về mặt y học và kỹ thuật hiện nay, nước ta hoàn toàn có thể thực hiện tốt hai bước trên. Tuy nhiên, về mặt pháp luật thì chưa cho phép. Vì vậy, các bác sĩ thường xuyên phải từ chối những người có nhu cầu chuyển giới khi họ tìm đến các chuyên gia y tế trong nước. Cũng theo các chuyên gia, Thái Lan rất mạnh về phần tạo hình bộ phận sinh dục, nhưng biến đổi ngoại hình thì lại rất cứng và thô. Do vậy, xu hướng mới hiện nay là phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục tại Thái Lan và biến đổi ngoại hình ngay tại Việt Nam. Chi phí chuyển giới ở Thái Lan được xếp vào hàng rẻ nhất thế giới. Đối với những ca phẫu thuật bình thường, giá sẽ vào khoảng 20.000 đô la Mỹ và nó dao động đến 30.000 đô la. Nếu quá trình chuyển đổi kéo dài qua nhiều năm, có thể sẽ chi tiêu hàng trăm ngàn đô la. Dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia y tế, chi phí ở Việt Nam có thể sẽ rẻ chỉ bằng 1/10 so với Thái Lan.